Hello anh em nha, em Thịnh Bến Tre có thể chào bà con nha. Mới vừa về, ông anh mình mới cấp cho mình xe Innova biển số Tiền Giang, xe ngay chủ cầu quạt bán nha. 4 âm 4 vỏ là lên G, 4 vỏ mới nha, đăng kiểm mới, sơn xe đẹp nha. Hiện tại thì xe lên full G nhưng mà hai dàn lạnh luôn, mà mâm G luôn. Đó, nhưng mà có cái vô lăng là chưa lên. Thì vô lăng chưa lên thì để cho anh em mình 170 triệu. Còn mà nếu mà anh em muốn lên cái vô lăng thì anh em mình cộng cho em 2 triệu là 172 triệu. Đó, máy số gầm sơn xe đẹp, chạy ngon, hai dàn lạnh nha. Dàn ghế còn mới, túp ly túp lô đẹp, hai dàn lạnh luôn nè anh chị ha. Đó, túp ly rất là ok nha. Mâm vỏ còn rất là ok luôn. Hai vỏ trước là mới, hai vỏ sau thì được nè. Lòng dè thì chưa có một mọt gì hết, còn nguyên nè. Đó, nhưng mà nói chung là có làm đồng cái lòng dè rồi, nhưng mà còn đẹp. Đó, nói chung là vậy. Màn hình là màn hình Android, củ số còn thể hiện rõ. Vô lăng thì vô lăng của Di nó hơi xấu, nhưng mà anh em mình nó thích thì thêm 2 triệu nữa, 172 triệu em lên vô lăng G cho anh em mình ha. Còn cái ghế gắt chỗ này anh em nào thích em sẽ miễn phí cho anh em mình, không lấy tiền, em may lại miễn phí cho. Để anh em mình xe này 170 triệu, bao xài bao chạy, cái máy cực kỳ êm nha, đăng kiểm tới tháng 7/2024. Đó, anh em nào xem được thì alo cho Thịnh Bến Tre, cảm ơn em mình nhiều. Qua số 0866 6789 71 nha.